Trong thế giới trò chơi điện tử, các nhà thiết kế thường đặt ra những trở ngại cho người chơi và yêu cầu họ giải quyết. Đơn giản thì chỉ là tiêu diệt một con trùm, nhưng cũng có lúc phức tạp và lằng nhằng hơn. Ví dụ như bảo kê cho NPC đi từ điểm A đến điểm B. Tuy nhiên, với sự sáng tạo và tinh quái, game thủ chúng ta luôn tìm cách lách luật, lập ra hàng loạt các mưu hàng cái bẩn vượt ngoài dự tính của tác giả để có thể dễ dàng chinh phục thử thách hơn. Đó có thể là đánh ngất luôn người cần hộ tống cho đỡ báo hại trong Metal Gear Solid 2, hay chơi khâm nhân sư trong Dragon's Dogma 2, vân vân và mây mây. Ngày hôm nay, hãy cùng Game Cực Hay tìm hiểu những cách người chơi tận dụng lỗ hổng để vượt ải dễ dàng hơn các bạn nhé. Nếu bạn đang quan tâm đến PC Gaming, thì có thể tham khảo Nguyễn Công PC. Chỉ với hơn 15 triệu đồng, sở hữu ngay bộ PC Gaming i5-12400F, RAM 16GB, card đồ họa 306012GB, chiến mượt tất cả các tựa game từ eSports đến AAA. Ngoài ra, mua PC này trong tháng 10 còn được tặng ngay một chiếc màn hình 25 inch trị giá hơn 2 triệu đồng. Tất cả sản phẩm đều mới 100%. Đường link tôi để dưới phần mô tả. Chơi bẩn các huyền thoại địa phương, Genshin Impact. Câu chuyện đầu tiên diễn ra ở Genshin Impact, một trong những cái tên máu mặt nhất làng trò chơi điện tử. Là một game mobile thế giới mở hướng tới người chơi đại chúng, nên hiển nhiên nó có độ khó không cao. Nhiều khi múa chưa được nửa combo thì đám quái đã bay màu sạch. Tuy nhiên, nói Genshin chỉ toàn quái yếu nhất thì là hoàn toàn sai. Vì dạo gần đây, mì chó đã lắng nghe tâm sự của con dân và thêm vào những kẻ địch mới cực khoai, huyền thoại địa phương. Dù mang hình dạng nhìn chẳng khác gì đám lâu la trên map, bọn này lại cực kỳ nguy hiểm, có thể dễ dàng tiễn cả team bay về tượng thần hồi máu. Tại Deadland, vùng đất mới nhất với dàn huyền thoại địa phương khó nhai nhất trong game, nếu dạo chơi quanh dốc TPK sẽ bắt gặp một chị gái xinh xắn ngồi đánh đàn cùng muôn thú, ngửa tay đấm thử một cái coi chị ta bắt đầu bật mút đồ sát và cho bạn biết thế nào là lễ hội. Bạn đi farm bí cảnh thánh di vật mới, bị thu hút bởi một cái bóng màu đỏ và đi vào hang động bí ẩn. Chưa kịp hiểu mô tê gì cả, đã bị gã pha tu tàn hình đánh phủ đầu bay màu. Chán đời quá, bạn ra biển đỡ gió nhưng lại bị một con rùa điện hành lên bờ xuống ruộng. Đến cả capybara vô tri cũng khiến bạn nhận ra cái khiên rồng ly C6 70k cứng nhất game chỉ như tờ giấy đách trước sức mạnh kinh hồn của huyền thoại địa phương. Nhưng như ông bà ta thường nói, dùng sức không lại thì ta dùng mưu, chưa đủ trình đối đầu trực tiếp thì xả trích lõ thôi. Hội ngân hàng Tevat đã tận dụng vài tính năng trong game để đánh bại một số huyền thoại địa phương mà không tốn dòng máu nào cả. Lấy ví dụ chị gái đánh đàn và con rùa điện, bạn chỉ cần thần dương Furina gọi pet rồi hóa thành con Saurian gần đó để tránh khiêu khích, lại gần con boss một tí cho tới khi đám pet nhào vô hội đồng kẻ địch, pet tan biến thì lại thoát ra thả tiếp rồi ngay lập tức nhập vào Saurian, lặp đi lặp lại cho tới khi quái ngõm thì thôi. Với capybara, cứ xài những nhân vật có khả năng hất tung đối thủ lên không trung như Jin là dễ dàng xử gọn. Trường hợp dễ ăn gian nhất không ai khác ngoài cái gã pha tui tàn hình. Trong lúc vào hang, bạn sẽ thấy một thác nước nhỏ, chỉ cần khiêu khích quái rồi chạy lại chỗ đó, tên pha tui liền đuổi theo bạn, đâm đầu vào thác nước và chết đuối. Đừng hỏi tại sao quân tinh nhuệ của băng quốc lại phế dữ vậy, Tây Vát có quy luật của riêng nó. Dù là dùng mưu hèn kế bẩn để hạ huyền thoại địa phương, nhưng vì thành tựu, vì nguyên thạch thì dù nhục xíu cũng chẳng vấn đề gì đâu, đúng không? Đánh ngất người cần hộ tống, Metal Gear Solid 2. Nếu được hỏi đâu là nhiệm vụ chán ghét nhất làng giải trí điện tử thì không thể không kể tới thể loại hộ tống. Khi tham gia nhiệm vụ này, bạn sẽ phải đi theo bảo vệ một NPC được giao phó đến đúng địa điểm được chỉ định. Thông thường, NPC này sẽ tự động di chuyển và tất nhiên bạn sẽ phải đi theo sau bảo vệ từ nó khỏi quái vật hay các chướng ngại dọc đường. Có lẽ loại nhiệm vụ này sẽ chẳng bị ghét bỏ đến thế nếu như tốc độ của cái đám phế vật này không quá chậm và hành động giống như một kẻ chán sống, cứ thích chạy lung tung, đâm đầu vào nguy hiểm, đều được khiến người chơi phải nhận thất bại trong tức tưởi. Ở Metal Gear Solid 2 có một nhiệm vụ hộ tống cực kỳ khó chịu. Ai nghĩ rằng sự kết hợp giữa giới hạn thời gian màn chơi và bảo vệ NPC bánh bèo là ý hay vậy? Nguyên nhân xuất phát từ Emma Emmerich, một nhà khoa học tài năng đang bị ép phát triển một AI chuyên kiểm duyệt và xóa bỏ thông tin không mong muốn, qua đó tăng cường sự kiểm soát và vị thế của Patriots đối với nước Mỹ. Do nắm giữ thông tin quan trọng về kế hoạch của tổ chức Patriots và cách thức hoạt động của con AI kia, Emma cũng chính là chìa khóa thay đổi cục diện hiện tại. Người chơi chúng ta bằng mọi giá phải bảo vệ và hộ tống cô nàng đến phòng máy tính của Sherwin Core để tải một virus vào hệ thống AI, ngăn không cho bọn khủng bố sử dụng nó. Nhưng mà nếu như Emma có thể cư xử đúng mực để chuyến hộ tống diễn ra suôn sẻ thì nói làm gì?
Nhưng không, đồ tạ của báo thu này đủ khiến cho Ashley bên Resident Evil 4 bản 2005 cũng gọi bằng bà cố nội. Vì một lý do nào đó, mà chắc chắn phần nhiều là tại thánh Hideo Kojima muốn trôn game thủ. Emma sợ nước nên ta vừa ráng đồng sức bơi, vừa phải cõng theo cô nàng theo khắp nơi. Quả là một khởi đầu tuyệt vời cho nhiệm vụ dưới nước. Mẹ trẻ cũng sợ mọi thứ và la hét khi thấy bọn côn trùng ngay giữa căn cứ địch. Muốn ẻm ngậm mồm lại thì phải tìm mình xịt xua đuổi lũ bọ, dọn đường thông hè thoáng rồi cầm tay dắt như trẻ mẫu giáo mới chịu đi tiếp. Không dừng lại tại đó, bánh bèo của chúng ta sẽ ngồi sụp sùi chờ chết nếu bị phát hiện, vì AI của cổ được lập trình để không biết cách ẩn nấp. Và nhắc bạn nhớ, Metal Gear Solid 2 là một trò chơi hành động lén lút. Sau 7749 pha bóp khiến ta thu lại nhách như thế, tôi chắc rằng các bạn cũng sẽ giống tôi, muốn tận em mà một trận cho bỏ ghét. Sẵn trên tay đang có khẩu súng, bạn rút ra, tặng cho vài viên kẹo đồng luôn. NPC mà, thì làm sao mà mình giết được đúng không? Nhưng bất ngờ thay, cô nàng ngay lập tức lăn quay ra đất và màn hình Mission Fail hiện lên. Thử những trò độc ác khác thì cũng ra kết quả tương tự, chứng tỏ rằng mọi đòn tấn công của ta đều có thể tác động lên Emma. Thấy vậy, một số game thủ đã nảy số ý tưởng đánh ngất luôn cô nàng báo thủ này. Nghĩ mà xem, bao nhiêu phiền toái dọc đường chỉ toàn do cái tính sợ nước sợ côn trùng của Emma mà ra. Nếu bất tỉnh nhân sự thì làm sao mà biết được những gì diễn ra xung quanh mà sợ, và cũng chẳng thể tự chạy lung tung để địch phát hiện luôn. Sẵn game có cung cấp một loại súng với khả năng bắn đạn gây mê kẻ địch, ta cứ việc găm một viên thẳng vào đầu Emma, khiến cô ta lăn ra ngủ ly bì, rồi từ từ kéo cô nàng vượt ải, vừa giải tỏa cục tức trong người, vừa giảm bớt gánh nặng đáng kể, vừa lắm. Chiến thắng chú tể ánh sáng ở level 1 Pokemon Ultra Sun and Ultra Moon. Nhắc tới Pokemon, chắc hẳn ai cũng nảy số ra những sinh vật huyền bí, vừa xinh xắn, vừa mạnh mẽ, gắn liền với tuổi thơ biết bao thế hệ game thủ. Trong hơn 20 năm phát triển, Pokemon đã trải qua 9 thế hệ, tức 18 dòng game chính, cùng hàng hà sa số spin-off vô cùng thành công, giúp trò chơi trở thành một trong những thương hiệu đắt giá nhất hành tinh. Một trong những phần game có cách triển khai khác biệt và thú vị nhất trong toàn bộ series chính là thế hệ thứ 7 với Pokemon Sun and Moon được ra mắt năm 2016. Từ game này đã giới thiệu đa vũ trụ với sự xuất hiện của các quái thú gọi là Ultra Beast đến từ chiều không gian Ultra Space xuất hiện ở Alola thông qua những Ultra Wormhole. Tại thế giới song song ấy, có một sinh vật được mệnh danh là chúa tể ánh sáng Necrozma. Vào thời cổ đại, ánh sáng của nó chiếu qua Ultra Wormholes nhằm kết nối với nhiều thế giới khác nhau như quê hương của Ultra Beast, thành phố Ultra Megalopolis, hơi nhiều Ultra rồi đó, và thế giới Pokemon. Tuy nhiên, vì lòng tham, cư dân ở Megalopolis đã bày trò độc chiếm nguồn sức mạnh ấy làm của riêng, dẫn tới việc ánh sáng trên người Necrozma hoàn toàn vụt tắt, khiến nó bị tha hóa và tấn công bất cứ thứ gì trong tầm mắt. Tại bản Ultra Sun and Moon, người chơi sẽ phải đối mặt với chúa tể ánh sáng ở hình dạng tối thượng Ultra Necrozma để giải cứu thế giới khỏi màn đêm vĩnh hằng. Đúng với danh xưng chúa tể của mình, Ultra Necrozma có tổng chỉ số trên trời và level cao ngất ngưỡng, sở hữu tốc độ out trình toàn bộ Pokemon trong đội hình của bạn, lúc nào cũng đánh trước. Sức mạnh thì miễn bàn, 4 chiêu thức có độ bao phủ siêu rộng khắc chế mọi kèo. Chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng uy lực, nên mỗi lần ra đòn mà không miễn nhiễm là sẽ tiến ngay một đứa quay về bóng. Để đánh bại được Ultra Necrozma theo cách truyền thống, bạn buộc phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi khai chiến. Đầu tiên là mang theo thật nhiều thuốc hồi phục và hồi sinh cao cấp, kiếm những Pokemon ăn học đầy đủ, có thể miễn nhiễm với chiêu thức của nó như Zoroark hệ bóng tối, cản Photon Crazer, Mimikyu hệ ma tiên, cản Dragon Pulse, hoặc xài Toxic, đầu độc Ultra Necrozma và vẫn full công lực não bộ để câu thời gian trong vòng 5 lượt là giành chiến thắng. Ngoài ra, nếu gắn bó thân thiết với một Pokemon nào đó, sức mạnh tình bạn sẽ giúp chúng ta không chịu khuất phục trước vị chú tể xấu xa và đảo ngược thế cờ, y chang mấy nhân vật chính trong anime. Dù sử dụng cách gì đi chăng nữa, Ultra Necrozma vẫn là đối thủ cực kỳ đáng sợ. Đánh trực diện bình thường, gần như chẳng có cửa thắng. Tuy nhiên, có mạnh đến đâu thì chú tể ánh sáng cũng phải bất lực trước combo Focus Shot bẩn bựa mà thôi. Trang bị này cho phép Pokemon đó có đầy HP sẽ chịu được một đòn KO tiềm tàng, để lại một HP, từ đó mở ra cơ hội phản công quý giá. Một trong các chiến thuật nổi tiếng nhất liên quan tới Focus Shot chính là Fear, F-E-A-R, viết tắt của Focus Shot, Endeavor, Quick Attack, Rattata. Và nó giúp cho Pokemon level 1 hạ sát Pokemon huyền thoại level 100 vô cùng dễ dàng. Quay lại với trường hợp của Ultra Necrozma, khi nó đã đòn trước, trang bị Focus Shot sẽ giúp Pokemon của bạn, ở đây là Rattata,
sẽ trụ lại 1 HP. Ratata liền sử dụng Endeavor để phản đòn, rút máu đối thủ về ngang với phe mình, tức chỉ còn 1 máu. Ultra Nequisma kiểu, ủa, gì vậy? Ở lượt kế tiếp, đòn đánh Quick Attack cho phép phe ta ưu tiên đánh trước, sẽ giúp bạn hạ gọn đối phương. Và thế là chúa tể ánh sáng toàn năng đã bị hạ gục bởi một con chuột nhãi nhép level 1. Nó giống như con trộm Timo làm mù quả núi Malphite á. Chiêu trò này cũng có thể áp dụng được với một số Pokemon khác, miễn chúng học được Endeavor và chiêu thức ưu tiên. Cướp phi cơ của kẻ địch Halo Combat Evolved. Halo Combat Evolved là tựa game đầu tiên trong dòng game Halo, được phát triển bởi Bungie và phát hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2011 dành cho Xbox. Nó lấy bối cảnh tương lai vào thế kỷ 25, khi mà con người đã có khả năng du hành không gian và xây dựng những thuộc địa trên các hành tinh khác. Phần chơi chiến dịch của Halo được chia làm nhiều màn chơi. Tại Mission 5, Assault on the Control Room, kẻ địch xuất hiện với số lượng lớn hơn và lực lượng mạnh hơn so với trước đây. Đã vậy, toàn sử dụng vũ khí hạng nặng. Tuy nhìn bề ngoài có vẻ nhỏ, nhưng thật ra tòa nhà này có kết cấu vô cùng phức tạp. Mỗi khu lại được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, nên việc tiến vào phòng điều khiển là chuyện cực kỳ khó nhằn nếu chọn cách tấn công trực diện. Nghe gian khổ là thế, nhưng game tồn tại một lỗ hổng giúp ta có thể vượt ải vô cùng dễ dàng. Khi mới bắt đầu màn chơi, bạn hãy tiêu diệt toàn bộ lực lượng Covenant đang trấn giữ khu đó như bình thường, rồi cứ tiếp tục tiến lên phía trước. Khi ra khỏi cửa, hãy nhanh chóng tiêu diệt bọn Crunch ở hai bên nếu có, và ném lựu đạn plasma vào tháp canh bên trái để lật nó xuống vực. Tiếp theo là bước quan trọng, kéo camera xuống thấp nhất có thể và căn chỉnh tầm ngắm của bạn với đường kẻ trên mặt đất, và chờ chiếc phi cơ chiến đấu Banshee ngay trước lúc cánh cửa của chiếc máy bay phía bên trái Banshee ấy trùng với mặt phẳng công trình như trong video. Hãy cúi xuống khoảng một giây, Banshee sẽ chuyển hướng vào bức tường phía sau bạn. Lợi dụng lúc nó đâm vào tường, hãy di chuyển sát phía bên trái cửa rồi đứng ngay dưới kẻ địch. Nếu làm đúng hết các bước trên, một tên Elite sẽ nhảy ra khiến phi cơ rơi xuống đất. Lúc này đây, bạn chỉ cần cụm luôn phi cơ và bay qua phần còn lại của nhiệm vụ, thỉnh thoảng xuống mở cửa rồi lên lái tiếp mà không có thêm bất kỳ kẻ thù nào xuất hiện. Nhiệm vụ cứ thế hoàn thành một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chơi game nhàn thiệt. Bắt cóc người nhận hàng Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2 là một tựa game hành động nhập vai thế giới mở được phát hành bởi Capcom vào năm 2024. Người chơi vào vai Arisen, một anh hùng trên đường đánh bại con rồng đã nguyền rủa mình. Trong cuộc hành trình đầy gian khổ ấy, ta có thể nhận các nhiệm vụ và chiến đấu với quái vật, đồng thời bị cuốn vào một cuộc xung đột địa chính trị giữa các vương quốc. Khi khám phá khu vực Mountain Shrine và Frontier Shrine, bạn có thể bắt gặp một quái vật Sphinx đang canh giữ nằm chiếc rừng báu. Muốn có được những phần quà này, phải hoàn thành side quest Riddles of the Sphinx thật hoàn hảo. Chỉ cần mắc chút lỗi thôi sẽ bị tước quyền tham gia vĩnh viễn. Đúng rồi, là vĩnh viễn luôn á. Để tăng thêm độ thử thách, các câu đố của bà chị nhân sư không chỉ đơn giản mở vấn đáp, mà bao gồm rất nhiều hoạt động khó nhằn như khám phá hầm ngục, đánh bại cường địch, tìm người, dắt bà già qua đường. Nhưng khổ ải nhất chính là nhiệm vụ làm shipper. Tôi đúng ghét cái quest này luôn. Ở quest The Riddle of Futility, Sphinx sẽ đưa cho người chơi một chiếc bình rồi bắt mang đến cho một NPC tên Sir Maurice mà không làm vỡ nó. Nghe đơn giản đúng không? Có cái câu vấn đề to đùng ở đây là cái bình này nó còn mỏng manh hơn cả lòng tự trọng của các trẻ trâu bông tuyết trên Twitter. Ta không thể đẩy nhanh tốc độ bằng teleport, xài xe bò hay cáp treo vận chuyển, vì chỉ cần va chạm nhẹ xíu thôi thì nó cũng vỡ tan tành. Do đó, người chơi buộc phải khiêng nó đi một quãng đường cực dài, cẩn thận tránh tầm mắt của kẻ địch dọc đường. Nói chung mệt vô cùng. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ lại điều kiện câu đố, ta sẽ thấy rằng Sphinx chỉ bảo mang chiếc bình cho Sir Maurice, chứ đâu có kêu cuốc bộ tới tận nhà ổng để giao hàng đâu. Thay vì đưa bình tới chỗ người nhận, sao không gọi chính chủ đến tự ôm về? Nghèo quá hợp lý luôn á chứ. Khoan, dừng khoảng chỉ 2 giây, ổng là NPC mà, sao mà di chuyển được? Không sai, nhưng đó là với những sản phẩm khác, chứ không phải ở Dragon's Dogma 2. Tựa game này cho phép người chơi có những tương tác rất thú vị với các NPC, bao gồm các đồ sát dân làng để tăng frame rate, thả thính để họ đánh nhau tranh giành tình cảm của mình, hay thậm chí là trôn bắt cóc NPC sang nơi khác. Tận dụng tính năng ấy, người chơi có thể chuyển sang vác Sir Maurice tới trả quest khá nhẹ nhàng. Chưa dừng lại ở đó, bạn có thể xài teleport thẳng tới chỗ Sphinx luôn. Thế là từ nhiệm vụ ức chế và khó nhằn nhất Dragon's Dogma 2, The Riddle of Futility lại trở nên quá dễ dàng chỉ với trước vặt trên. Cho quái tự đấm nhau, Don't Starve. Don't Starve là một tựa game sinh tồn có độ khó cực kỳ cao của Clay Entertainment. Bắt đầu chỉ với hai bàn tay trắng, người chơi sẽ phải chống trả với thiên nhiên khắc nghiệt, đói khát
và đặc biệt là các sinh vật nguy hiểm. Trong thế giới ấy, không một phút giây nào bạn được an toàn cả. Nhiều khi chỉ muốn chặt gỗ kiếm thêm tài nguyên thôi mà cũng bị tụi Tree God, đám thần rừng á, đuổi cho chạy bán sống bán chết vì tội phú trọc đồi xanh, khổ chẳng thể tả. Game có tổng cộng 4 mùa xuân hạ thu đông. Mỗi mùa sẽ xuất hiện một con boss cực khủng, dễ dàng cày nát căn cứ mà bạn đã dành cả đống thời gian lẫn tâm huyết để xây dựng. Kẻ địch đáng sợ và khó chịu nhất chính là Bigger, xuất hiện vào giữa thu sẽ tấn công bất cứ sinh vật nào ở gần, đồng thời phá hủy cây trên đường đi. Nếu bắt gặp rương, nó sẽ lục lọi, ném hết đồ ở trong xuống đất, biến nhà bạn trông như sân vận động Mỹ Đình sau đêm diễn của Blackpink. Còn bản thân thì lâm vào cảnh sắp chết đói, muốn hạ sát cũng rất khó, vì không chỉ sở hữu thanh máu cao nhất nhì trong game, mà cái con lửng đột biến gen này còn có những đòn tấn công sát thương cực khủng. Khi dậm chân xuống đất, còn tạo ra một sóng xung kích sang phản mọi thứ trong diện rộng. Chưa hết, đánh cận chiến với Bigger sẽ dẫn tới việc sụt giảm sanity, nhân vật ta điều khiển dần hóa điên và trở thành mồi ngon cho lũ Shadow Creatures, càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, tỷ lệ hóa kiếp cao lắm. Trong cái khó, lõ cái khôn. Khi nghiên cứu kỹ lại Bigger, game thủ chợt nhận ra rằng con boss sở hữu bộ kỹ năng toàn chiêu diện rộng, có khả năng phá hoại môi trường cực đỉnh. Do đó, thay vì đối đầu trực tiếp với kẻ địch khó nhằn này, người chơi sẽ dẫn nó vào rừng, chạy qua, chạy lại, dụ nó đúng cây. Chẳng mấy chốc mà tài nguyên đầy túi. Ha ha, mình đã chọn đúng nền văn minh rồi. Lộn game á. Bên cạnh đó, nếu rừng bị tàn phá đến một mức độ nhất định, tụi Tree God mà tôi vừa nói ban nãy sẽ xuất hiện và đuổi giết hung thủ. Cây đổ càng nhiều, Tree God càng đông và mạnh hơn, khiến Bigger hoàn toàn chẳng có cửa thắng trước cơn giận dữ của rừng xanh. Không chỉ vậy, ta còn có thể dẫn con boss thanh trừng hộ hang ổ của những sinh vật nguy hiểm khác như sói, nhện chúa, người cá, vân vân. Những gì ta cần làm là khiến chúng kích động và tấn công lẫn nhau. Cứ dụ vài đứa chạy vào ăn đòn đánh diện rộng của Bigger, đám còn lại sẽ nhào vô trả thù cho bầy đàn của mình. Ôi, các homie của tôi. Người cho chúng ta chỉ cần làm ngư ông đắc lợi, chờ trận chiến ngã ngủ rồi vừa hút luôn cái đứa đang ngáp ngáp mà thôi. Và đó là một số lỗ hổng giúp ta vượt ải dễ dàng hơn. Nếu các bạn vẫn còn biết những tình huống tương tự, hãy comment cho tụi tôi với nhé. Còn bây giờ, nếu thấy video này hay và giải trí thì đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh Game Cực Hay để không bỏ lỡ video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.